đậu, đường, nếp, rồi mỡ gì kia đó. Dạ. Dừa nữa. Dạ. Ai lợi đòn chừng 3-4 ngàn bà ha. Trái chuối. 5 trái. 5 trái chuối. Trời, 5 chuối. Trời. Chứ ta gần đó là từ năm mà ủa, nãy chuối bán rồi nãy quên. Vậy là chuối nào mà bà bán ới cũ cũ là đem đi gói bánh tét? Không, gói là phải mua, ví dụ cũ mình bán nhiều khi gói nó vừa gói thôi chứ mùi quá cũng không ngon. Thì mới sống được nhưng mà không cần có quá nhiều tiền mà khi sức khỏe không đầy đủ như không à. À. Bà ba nó chỉ sao, mong sao sống được 100 tuổi được à. Bà ba ơi, ngày nay hôm nay con đến đây con thay mặt cho cô My ở Mỹ gửi cho bà ba 1 triệu đồng. Cậu để cho anh ta đi về cho tôi về, người ta khổ hơn nữa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía trước hình ảnh của cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn đây là bà ba bán bánh tét. Và được biết rằng là bà ba hơn 30 năm bán bánh tét này để nuôi con cái mình lớn lên với những cái chiếc bánh tét ngay tại một cái khu chợ quê ha. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ để gặp bà ba. Dạ con chào bà ba ha. Dạ. Dạ bà ba ơi, năm nay là bà bao nhiêu tuổi hả bà ba? Năm nay 76 rồi. Thế sao? Giấy thì nó 79. Dạ. Bà ba là bán bánh tét là bao nhiêu năm rồi? Hôm nay nó 30 năm rồi. 30 năm rồi. À, bánh tét này là bà ba tự gói hết hay sao? Thôi tự gói, mình tự gói bán thôi. Bây giờ bán ế ảnh chứ đó gói nha. Hồi đó là gói ngày đó của thúng dạ. À. Đếm cho bạn hàng, còn bây giờ quá trời nó ế, bạn hàng giờ không có đếm nữa. Dạ. Bây giờ chỉ mình bán lẻ với bán đám dỗ người ta đặt mình ra gói thôi. Dạ. 25.000 một đòn. Dạ, con thấy là bánh tét bà ba được gói bởi dây lát nè. Ở trước đây là mình có gói dây này không hay là gói không? Gói dây chuối hả? Dây chuối ha. Ừ, khoảng chừng 5 năm nay gói dây này. Dạ. À, mấy giờ thì bà ba ra chợ ngồi bán? À, 5 giờ mấy 6 giờ tới đây. 5 giờ mấy 6 giờ là ra ngồi bán rồi. À, bán đến à. Mấy giờ bà ba mới nghỉ, con thấy tại chợ gần tan rồi. À, cỡ 10 giờ gì à? 10 giờ về. À. Hỏi ngày bây giờ thì bà ba bán được bao nhiêu đòn? Bây giờ hả? Dạ. Bây giờ bán tệ lắm, có bữa 5-6 đòn, có bữa bán trong ghi à. Uh-huh. Bán ít, có bữa thì bán cũng được chục đòn, 7-8 đòn, đúng chừng. À, ví dụ như 10 đòn thì bà ba lời được bao nhiêu tiền? Trời lời có mấy chục ngàn, cậu lời yếu xịu à. Nếp bây giờ mắc như nó nào đó. Nếp là 500 mấy mà cậu bán cũng được 25 ngàn. Dạ. Còn bây giờ nếp 800 mấy mà cậu bán cũng có 25 ngàn. Bán lên bán được. Lời xịu, lời nhẹ dữ lắm. Dạ, 5 đòn là lời là khoảng nhiêu? Lời có mấy chục ngàn bà. Một đòn gì như thế này nè, 25 ngàn thì vốn nó hết bao nhiêu rồi bà ba? Vốn trong đó mình cũng như là vốn mình mua đồ nhiều 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 đó. Vốn cũng ví dụ như đậu, đường, rồi nếp, rồi mỡ gì kia đó. Dạ. Dừa nữa. Dạ. Ai lợi đòn chừng 3-4 ngàn bà ha. Ờ. Đâu có lợi nhiều cậu. Ờ, mà gói cực quá hả? Cực dữ lắm, mà tại nghề nghiệp thì đeo theo, chứ giờ mình lớn tuổi đâu có làm gì. Ra đồng. Dạ. Cũng đâu có được đâu. Dạ. Ở nhà kệ mình gói bị bà kiếm tiền tiếp cho con này kia. Dạ. Con thì nó mặn, có năm thì có lợi chút đỉnh, có mùa thì lỗ, năm đó là mặn phải cao. Lỗ có 100 triệu á con. Dạ. Tới giờ nó chưa trả lại chứ. Con thấy ở trên xe lũ khủ gì á? Cái này thuốc xim lọc cậu, mua thuốc xim lọc bán nữa. À bán thêm thuốc thì, cho người ta hút hả? Ờ thuốc hút á cậu, thuốc xim lọc á, ăn cho người ta hút. Bán phụ thêm. Bán phụ thêm. Bán đây là cái gì nữa nè? Nước mắm, nước màu nữa. Nước mắm? Ờ, bán nước màu nữa nè. Ờ. Trời, bánh tét này là ngày nào cũng gói hay sao bà ba? Cũng nhiều khi mẫu ngày, còn nhiều khi bán chậm thì 2-3 ngày gói ngày. Vì 2-3 ngày gói bán ngày thì bánh tét nó bị cũ rồi. Không có cũ, tại vì mình có đồ dặn. Dạ. Có đồ dặn nó không có bị thiêu bị gì hết. Cũng như bánh mới, như bình thường như bánh mới. Với mình hấp lại đó cậu. Dạ. Sáng mình đi bán thì sau khuya mình hấp rồi hấp cho nó lại rồi. Dạ. Ừ, bà ba năm nay là gần 80 tuổi rồi. Yeah. Thì bán này thấy cực quá, có khi nào nghĩ rằng là mình bán 1-2 năm nữa mình nghỉ không? Rồi mấy đứa nó cũng biểu nghỉ hoài cậu ơi, nó nói sao. Yeah. Tôi nói thôi bây giờ nó đi bán buôn bán nó quen rồi. Yeah. Rồi bây giờ kệ đi, nó đâu Út nó không có cho bán, nó nói sao ở nhà đi có gì ăn.
Thì nói không, bây giờ để đi bán vậy mấy đứa nó, thì đứa thì nói kệ đi, bà đi phản khoái gì, bà không có đau ốm gì, để nhà đi. Bà nằm hoài, bà buồn, bà nằm lại đi, tranh bệnh đau nữa. Bán bánh tét mà ngày nào ế lời có mấy chục ngàn mà buồn không? Đâu à? Khi cũng tại kệ đi cậu, mình nghĩ là thao bác được nhiêu nên nhiêu, số mình được nhiêu nên nhiêu. Chứ dạ. Giờ mình buồn cũng không được. Tại số mình bán ngày đó được nhiêu nên nhiêu. Số mình rồi. Chứ giờ cậu buồn cũng đâu có lợi gì đâu. Bà ba là có mấy người con? 7 người nữa thôi. 7 người. 4 trai. 3 đứa gái. Ông ba còn không? Mất năm nay nữa 6 năm rồi cậu. Ông mất 6 năm. Mất 6 năm rồi. Bà ba sống với con Út hả? Dạ, hai chồng Út. Dạ. Hai đứa cháu nội. Dạ. Cháu nội đó Út được hai đứa cháu. Đó hai chồng nó cũng đi buôn bán tiếp, buôn bán đồ hàng bông. Nó đi cắt đồ bờ, đồ hàng bông người ta trồng như bầu bí, hoặc mướp thì kia đó, đủ thứ vậy đó. Cắt mướn hả? Cắt mướn hay sao? Không có cái đó mình mua à. Mua mình đi lại bỏ dừa. À. Bỏ dừa cậu lời 1 ký có 1.000 bạc. Dạ. Yeah. Chở lại đó 1 ký lời được 1.000. Bỏ mối lớn á. Dạ. Người ta lấy đó, lợi dừa đó, người ta lấy người ta cho mình lời 1 ký được 1.000. Dạ. Có khi ra lỗ nữa cậu ơi, hôm năm rầu cà gió hôm đó cũng bán lỗ hoài. Dạ. Yeah. Cà gió dụng là cậu đem về cậu cho bên từ thiện đó là cậu phải trả tiền cho nhà vườn. Dạ. Ôi có mấy cái bánh ú nữa nè. Mà con thấy bánh ú này nó bị xì ra rồi. À, cái đó lá quá mỏng. Bà ba tự gói luôn? Tự gói rồi. Mấy đứa nó gói tiếp. Mỗi một ngày nếu như mà gói thì bà ba có thể gói được bao nhiêu đòn? Thì mình gói có 30 đòn trả lại coi, 30 đòn. Mình bán lẻ thì 30 đòn, còn cái Tết thì gói được mấy trăm mà. Cái Tết mình bán Tết á. Vậy là vô mánh rồi. Ừ. Cái Tết thì là đỡ. Mà điều có cái cậu cực quá trời cực, cả mấy đứa nó. Thằng Út nó không cho gói hoài nó thôi, mẹ lớn tuổi rồi, bà nghỉ đi. Vậy là có đứa con cũng thương bà ba? Ừ, không, mấy đứa con thương lắm, đứa nào cũng thương lắm, biểu nghỉ hoài. Vậy là bà ba cũng có đủ ăn đủ xài mà đúng không? Ừ, nói ngay thì biết nhiều đủ, biết nhiều thiếu cậu ơi. Mình nhiều khi mình đau ốm này kia, cái cũng mấy đứa nó cho tiền. Dạ. Mấy đứa nó giàu có không có nó cũng mới lo cho cậu. Dạ. Con mà, nó mới lo rồi. Dạ. Ít nhiều gì nó cũng phải lo, đứa nào nó cũng phải lo rồi. Sáng là đi ra chợ với mấy cái đòn bánh tét nhỏ này nè. Đó, nhìn thấy thương ghê. Bán thêm nước tương rồi nước mắm. Nước mắm màu. Xin lọc. Bán dụng thêm đó, ba đó cậu ơi. Chứ mình bán một bán hơn 30 năm nay vậy thì từ ngày bán đến giờ là bà bán để nuôi con của mình lớn lên đúng không? Dạ lâu lắm cậu ơi, nuôi bán buôn bán này là trên 50 năm rồi. Hồi đó bán đồ gãy, bán sáng đẩy xe ra chợ, cái mình mua đồ gãy về bán dạ. Này về. Rồi sau này mới khoảng 30 năm nay nè, giờ cái mới quay qua gói bánh. Dạ. Thấy gói bánh bán được, hồi đó bán đắt lắm cậu ơi. Dạ. Gói sáng là cậu gói bánh nhỏ nhỏ đếm cho bằng hàng như bánh nhỏ vậy. Sáng là cậu gói được một cỡ muỗng dạ, cậu gói bao nhiêu sáng ra đếm hết bao nhiêu. Bán cái đó mình bán được, kiếm ăn được. Ngày giờ khó bán, giờ không còn bán hàng nữa. Cái này bánh tét này cô bác anh chị biết á, gọi là bánh tét hư quê á. Ừ. Tại vì khi mà cô bác anh chị ở nước ngoài á thì gặp những cái đòn bánh tét như thế này sẽ nhớ quê hương nhiều hơn. Và bánh tét này ở miền Nam của mình á thì Tết thì phải có bánh tét, hoặc là đám giỗ phải có bánh tét ở trong nhà. Cũng như ở ngoài miền Bắc thì Tết phải có bánh chưng nha. Thì những cái chiếc bánh tét này á gói nó rất là kỳ công. Và mỗi khi mà cái chiếc bánh tét này có ở trong nhà là những người thân ở trong nhà cùng quấn quýt với nhau để mà gói với nhau, để cho cái không khí nhà, không khí Tết nó thêm phần vui vẻ. Tuy nhiên ở thời buổi công nghiệp 4.0 rồi, lại người thời buổi kinh tế thị trường, người dân của mình thì lại tập bộn bề với lại cái công việc cơm áo gạo tiền. Mà bỏ quên đi cái những cái chiếc bánh tét như thế này. Chiếc bánh tét này nhớ ngày xưa người gọc lá, người phơi lá, rồi người tước dây, rồi người phải
xào nếp, rồi người phải cắt chuối, rồi đậu xanh. Bánh tét này là nhân gì bà? Đó, nhân đậu á. Này là nhân đậu. Đậu nhân ngọt. Này nhân ngọt. Cái này nhân ngọt. Này nhân chuối. Đó, nên thành nữ là bà ba là gói phải theo dây theo màu để mình biết nha. Dạ. Nhân chuối là màu xanh nè. Này là nhân màu trắng, bà ba sử dụng dây màu trắng nè. Ngọt. Này là nhân ngọt sử dụng dây màu đỏ. Còn bánh ú này. Bánh ú này. Thì bánh ú mình nhân thì thí dụ nhân trắng thì mình lấy dây trắng, còn dây ngọt mình lấy dây ngọt, dây đỏ. Dạ. Nó cũng dễ, đằng mình bán mình nó dễ đúng không bà? Dạ. Hay hơn có phải anh chị thấy không? Nay được tâm sự với bà ba thì mình mới, cô bác anh chị mà ở xa quê á, cảm thấy nhớ lại cái hương vị ngày xưa lắm. Nhớ lại cái hương vị của bánh tét. Bánh tét, ai nhà quê mình, ở quê mình. À, là có nghĩ là bao giờ thì mình sẽ nghỉ bán không? Cũng dự định là cũng chưa biết ngày nào, mình thấy còn mạnh giỏi thì đi bán lay gai hoài. Dạ. Hẹn với mấy đứa nó là nó không cho bán nữa, nó biểu nghỉ. Hẹn mấy đứa nó bán hết năm này, cái năm rồi á. Cái nó hết rồi cái không nghỉ, năm này bán nữa cái nó cự, nó cho bà hẹn hoài. Năm nay hẹn nữa thì nó hết, năm này nghỉ, mấy đứa nói bà hẹn biết bao lâu, năm mấy năm rồi, năm gầu bà không hẹn hết, bà nghỉ, rồi bây giờ tới năm này bà hẹn nữa. Thì nói thôi kệ đi, còn mạnh giỏi đi được thì mình đi, đây giờ đóng tới ba cây mấy số đi bộ. Ba cây mấy số đặng. Đẩy xe ba cây mấy số luôn hả? Đi ra rồi đi về là chạy ra 6 cây, hơn 6 cây. Dạ. Mình thấy trong mình còn khỏe mạnh thì đi cậu ơi, tiếp con mình chứ có gì đâu. Dạ. Yeah. Mấy đứa nó thì con thì lúc nào cũng thương cha thương mẹ hết cậu ơi. Dạ. Yeah. Nó cũng đâu có cho mình đi bán đâu. Dạ. Yeah. Ở nhà đi có gì ăn nấy, nhưng mà mình ý mình thì mình mới thôi còn mạnh giỏi đi. Tiếp con đồng nào đỡ đồng nấy. Cho nó có, nó cũng lo cái cho nó nữa. Chứ đâu phải lo cho mình. Mình thì cũng không giàu có gì, mình cũng đâu có đất cát gì mà để nhiều mà chia cho con đâu. Rồi thành ra mình nói sao phần mình lo, còn đi được thì cứ việc lo. Dạ. Chuyện nào mình đi không được thì mình nghỉ. Dạ. Chả có gì đâu, cũng dễ thôi. Nhưng mà làm cái gói cái nghề bánh này tuy cực đó bà ba, cực tới bữa gói. Tới bữa gói thì nói ngay, tới gói thì hai chồng Út nó tiếp, vợ Út thì nó gói tiếp, rồi còn Út thì nó nứt tiếp, nó bỏ thời gian ra vài tiếng đồng hồ nó làm tiếp mình. Nó nứt tiếp. Mình gói bỏ ra thì nó nứt. Thật ra là cô bác anh chị biết không, khi mà gói bánh tét á là mọi người xúm xích với nhau, xúm dày với nhau. Nó cũng sửa ấm cái những cái tình cảm của những người thân ở trong gia đình nữa. Con của bà ba thấy cực thì cũng làm theo để cho bà ba vui. Nhưng mà bà ba gói bánh này bà ba thấy vui không? Vui chứ, chồng công gói bánh thì bán ra chợ vui. Vui ở hả? Nhà buồn quá cậu ơi, ở nhà buồn. Dạ. Dạ, thấy cái quay cũng buồn. Nhưng mà con thấy cực thế bà vui vậy? cực mà nó vui. Bà ba có mong ước gì không? Mong ước ngày bán được 50 đòn không? Dễ gì cậu ơi, bây giờ dễ gì có. Mấy người ta đặt đám giỗ. Hồi đó đám giỗ con gói là đặt là từ 60-70 đòn nha. Dạ. Bây giờ ai đám giỗ cao lắm là 20 đòn là cùng. Đúng rồi. Không, người ta nói không có người thân ở nhà, cũng như đi làm ngoài. Dạ. Đi xa hết trơn cậu. Dạ. Đi xa rồi cái người ta không có về được. Dạ. Cũng như đi làm công ty này kia vậy đó. Dạ. Cái đám giỗ này kia, ông bà này kia là không có về được. Thành ra người ta không có mua nhiều. Bây giờ mua xịu vậy. Dạ. Cao lắm là 20 đòn là cùng. Dạ. Khi mà nghe người ta đặt vậy mừng không? Mừng. Dạ. Có lời. 20 đòn là lời được 2 triệu không? Không có. Giỏi 100 ngàn, 100 ngàn là có. Vậy? 100 ngàn không có. 100 ngàn không có. Đòn có mấy ngàn bạc đâu, cậu tính lên đòn là có mấy ngàn. Dạ. Mình tính là mình không tính củi đuốc mà cậu. Dạ. Theo mình tính củi đuốc ra là không có lời đó cậu. Dạ. Mình củi mua, mình nhờ có của nhà, mấy đứa nó cho. Dạ. Cho củi rồi này kia minh mông gì đó. Chợ có nó cho. Bây giờ củi rồi ngay tay cái nó cho mình. Mình đợi mình mấy rồi này kia, thôi nó mấy thẳng cái nó cho mình nữa. Rồi mấy đứa nó chở gì vậy, nó bỏ đó. Mình. Dạ. Chụm lai gai. Đó, hồi đó mua cậu ơi, mua của ngăn lặng nha. 10 thước là cậu tính, 1 thước 100 mấy, 10 thước củi, ớn tiền, triệu mấy. Nha. Coi như là 20 đòn mà bà ba là có 100 ngàn thôi. Ừ, đòn là khoảng 5 ngàn. 5 ngàn là nhiều rồi đó. Hả? Chứ đâu có là nhiều đâu. Mà 20 đòn đó nếu như mà một mình bà ba gói là bà ba gói bao lâu?
Gói cũng cỡ chắc 1 tiếng 3, 2 tiếng đồng hồ, từ 2 tiếng chắc lên rồi còn một con nứt nữa. Gói rồi nứt lại nữa. Ừ, nứt. Rồi phải gói rồi cũng nó nứt lại. Hấp nữa. Ừ. Hấp. Hấp mấy tiếng nữa? 6 7 tiếng nữa. Không. Người ta gói bánh ta hấp ba, người ta có hấp cao lắm là chừng 2 tiếng mấy là gì ba. Miếng yêu cầu nó sâu lên được rồi. Nó sâu lên gì ba nhịn củi bự rồi bỏ đó. Dạ. Bỏ đó là nó từ từ nó chín. Chứ dạ, không có hấp như hồi xưa. Dạ. Hồi xưa hấp từ 7 8 tiếng. Dạ. Chứ bây giờ mình mấy kỹ thuật bây giờ là mình ướp, ví dụ mình gói mình ướp nếp đồ đàng hoàng trơn rồi cậu gói hấp thì hấp nó mau hơn. Mau lắm. Chứ ngày xưa là con nhớ là mỗi tết đến là hấp khoảng 6 tiếng. 6 7 tiếng 8 7 8. Dạ. Chưa chín. Hấp lâu lắm. Mà nó còn bị nó bị dọn hoài à. Dạ. Dọn cái hộp nếp còn á. Hộp nếp mà còn nín lại. Ừ, còn bây giờ không có, cậu hấp thì mấy tiếng đồng hồ đó vậy đó là chín rồi, cậu cắt mình nít luôn. Dạ. Không có bị dọn, như ngọt như gì cũng không có bị dọn. Cái hồi xưa á, thợ nói tới như ngọt, nói như ngọt rồi cậu hấp là bị dọn người ta mắng vốn. Dạ. Nói hoài vậy đó. Nghe bà ba mà nói là mới cô bác quý chị mới hiểu thêm cái tình yêu nghề của bà ba đối với cái chiếc bánh ha. Mà đây là những cái chiếc bánh mà bà ba nói gần 2-3 ngày bà ba mới gói một lần. Vì bây giờ bán cũng chậm lắm rồi, không có còn giống như ngày xưa. Này là nhân trắng nè, nhân trắng là nhân đậu xanh. Này là nhân ngọt là nhân đường á. Nhân đậu và nhân đường. Nhân đậu đường á. Đây là nhân chuối hả? Ừ. Cô bác quý chị thích nhân nào? Bà ba cắt một đòn này là 25.000. Một cặp này là 50.000 đúng không? Bà ba cắt cho con thử miếng này. Bán thiếu không bà ba? Bà ba ơi. Trời. Bán thiếu không? Cho ăn không luôn. Phải. Cho không gì cho, bán mà cho không. Giờ cắt sao đây, cắt khúc hay là cắt thử miếng con ăn nữa rồi. Ít thôi, ít thôi, con ăn ít xịu à. Ít xịu ít miếng nữa thôi. Hai bà cháu mình cùng ăn được không? Ngán quá. Ngán quá hả? Rồi ngán. Gói ngán. Bà ba đâu có cái dao gì cũ vậy? Có dao mới kìa mà không. À, nhiều quá à. Đi, có gì. Ồ, chuối nhiều quá ha. Chuối này là chuối gì bà ba? Chuối sim. Chuối sim hả? À, mình gói, phải gói chuối sim mới được. Chứ gói chuối khác là không được, không ngon. Không phải gói chuối và cui đồ kia gói không được. Dạ. Gói nó nhỏ nhạt. Ừ. Chuối sim gói. Ôi sao bà ba để chuối nhiều vậy? Chuối gì ở đây gói là phải chuối gì, chứ ít là người ta chê. Uh-huh. Ừ, chuối ít là người ta chê. Một đòn vậy là mấy trái chuối? 5 trái. 5 trái chuối? Ừ, 5 chuối. Trời. Chứ ta dặn đó là từ năm mà ủa nãy chuối bán gầu hải quân. Vậy là chuối nào mà bà bán ới cũ là đem đi gói bánh tét? Không, gói là phải mua. Ví dụ cũ mình bán nhiều khi gói nó vừa gói thôi chứ mùi quá cũng không ngon. Ừ. Không, ăn chưa? Tẹt ra. Đâu, con ăn thử miếng rồi. Coi bà gói ngon không? Mà chắc 30 mấy năm rồi, duy trì được nghề hơn 30 năm thì gói phải nói là cực kỳ ngon rồi. Ngày bán cũng được, còn ở đây thì bán lai rai cũng không ai chê. Cả nhiều đứa đi Bình Dương đó, nó cũng ăn hoài à, nó về cũng mua. Nó đòi bánh, mua bánh này. Ê. Sau khi lột xong đi bà hai, này là bán hay là tặng? Tặng. Ăn xong. Đi. Ôi. Có đem về, đem có... về, đem những khúc này tặng. Sao mình không đúng? Cắt nhỏ nhỏ ra, mình bán từng khoanh. Ai đâu mua, cậu mua đòn không? Đây là cái chiếc bánh tét của bà hai nè cô bác anh chị. Bánh tét này là bánh tét nhân chuối. À, bây giờ mời cô bác anh chị cùng với Vương Hồ thưởng thức cái bánh tét của bà hai. Cô bác anh chị thưởng thức cái bánh tét của bà ba. Ừ. Nếp này có dừa nha. Dừa, trộn dừa nữa không? Mình phải trộn dừa cái này. Ngon lắm. Chuối nhiều lắm. Và cái nếp bà ba ninh hấp á, chín rồi nó mềm. Và cái hạt nếp nó dẻo á. Dẻo không? Dẻo thơm à. Ngon. Ngon quá bà ba. Anh để đây chút xíu mà ăn tiếp. Cũng lâu lắm rồi. Vừa hồi mới ăn được cái bánh tét của quê hương. Tại vì trước đây á, Tết thì cũng thường có bánh tét lắm, đám giỗ, nhưng mà bây giờ cũng người, ở miền Tây bây giờ cũng ít gói rồi. Bánh tét này mềm nè. Rồi thơm ngon lắm. Nói chung là sáng nay Bùi Hồ cũng có ăn sáng rồi.
quay để tìm hiểu cái cuộc sống của bà ba thêm tí xíu, để chia sẻ cái bánh đét cho cô bác của anh chị biết luôn. Bà ba là gói bánh, là lấy gói bánh là làm niềm vui hả bà ba? Bà ba có giờ có mong ước gì không? Có mong ước gì? Cái mong ước mình, cuộc sống mình cho khỏe khoắn vậy thôi. Chứ có biết mong ước gì giờ. Khỏe khoắn là sao? Mạnh giỏi khỏe khoắn được rồi. À. Có mong ước trúng số không? Dễ gì cậu ơi cậu, đó giờ quýnh thì có trúng được đồng bạc đồng xu nào đâu. Thấy người ta quýnh mình thấy vậy mình bắt chước chứ không sợ. Nhiều khi 2-3 tháng không dám quýnh, không quýnh. Tiền đông mình quýnh là uổng quá à, để quýnh mà cậu cũng đâu quýnh, cũng đâu có trúng đâu. Dạ. Tờ giấy số là bằng hai cái bánh, hai đòn bánh đét của hai à. Ừ. Phải gì? Đúng không? Đúng rồi đó. Cực lắm, làm nghề này cực lắm các bác anh chị, không có sung sướng gì đâu. Cực thiệt, bánh tét là cực lắm cậu ơi. Nhưng mà cái này đòn này là cho hay là tặng cậu đó em vậy anh? Cho hay tặng? Tặng luôn. Tặng luôn. Tặng luôn là lỗ sao? Về nhà con bà hai nói sao? Không, con tôi nó không có quyền gì với tôi, tôi vậy chứ cũng có quyền. Người miền Tây á thì sở lỡ và cỡ mở lắm, và đặc biệt cứ là hiếu khách luôn. Rồi nói chuyện mà vui vui tí xíu là tặng luôn. Không cần lờ luôn. Không cần lờ. Bùi Hồ quen gọi là bà hai rồi, cái tự nhiên cái bà ba cái tự nhiên xưng lộn hoài. Chị bây giờ là chỉ mong ước là sống cho sao cho khỏe thôi. Bà ba nói là con của bà ba là làm bán cái gì bị lỗ hả bà ba? Ba nó mần không, cũng có năm có mùa thì cũng có ăn chút đỉnh à, còn có mùa cũng lỗ mà chết luôn, con nó mần hổm liên tục lỗ hoài. Thấy con mình lỗ rất buồn lắm. Bắt nợ cũng buồn, nó cũng thiếu nhưng mà cái này mượn cái kia gì đó cậu, mằng có lời thì mình vui, còn mằng không có lời buồn thấy mồ tổ luôn. Thấy nụ cười bà ba hiện ơi, bà ba còn có mấy cái răng à, cũng gãy tùm lum trơn cậu, gãy mày gãy tùm lum trơn. Cũng trời trưa rồi cô bác với chị, giờ không còn khách nữa, mà bà ba bán nó khoảng 10 giờ mới về. Có nghĩa là bà ba nán lại cái khu chợ này nè, khi nào mà hết khách á, thật sự là không còn khách luôn mới về. Vì nán lại bán được đồng nào thì hay đồng đó đúng không bà ba? À, đúng rồi đó, giờ mình có thường nghỉ không hay là ngày nào cũng bán? Ngày nào cũng bán, tôi chỉ có nghĩ là chỉ có đám thôi. Dạ. Đám như đám giỗ, đám quải trong nhà, hay là đám cưới, đám đồ người thân, đám cưới rồi người thân rồi này kia mình mới ở nhà thôi, còn ngoài ra không có nghỉ. Đối với bà ba, cũng bán hoài. Đối với bà ba cái chợ này nó giống như là một phần trong cái cuộc sống của bà ba vậy á. Không ra chợ là buồn lắm. Đúng rồi đó cậu, y gan vậy. Thấy người ta gom gã rồi mua người bán á, thấy vui nha bà ba. Cái bà Sáu hôm qua, bà Sáu này cũng vậy nè, bà nói tờ rồi. Bà có hôm qua bà nói trời ơi, cũng quay phim bà đó, tôi nói trời ơi làm gì quay trời. Bà ba có cái nón độc lạ ghê á. Cái nón lá mà phải mai rồi phải viền lại nữa. Mai. Cái nón đó được bà ba đội nhiêu năm rồi? Biết mấy năm nói. Cái nón gấp rồi bà ba sợ nó hơn đi mưa nó bị hư á. Mưa nó. Cái phần lá ở trong nó bị hư, bà ba phải thêm cái phần mũ ở ngoài. Ở ngoài. Bà ba ơi, con cảm ơn bà ba đã cho con thưởng thức cái phần đòn bánh đét của bà ba. Ngon ghê á. Lấy đòn bánh đét này ăn nha. Lấy hết nguyên mâm được không? Được. Cho nguyên mâm luôn. Cho luôn. Không gái mà. Không là đành nào mà tự nhiên bà ba gói cực chết mà. Không. Cực. Tại có vui được rồi. Vui, gặp con vui không? Vui được rồi. Rồi, sáng nay bị lỗ một đòn bánh tét rồi. Thế đó. Trời ơi. Đẩy đó vô cho con luôn chút về con ăn. Dạ không sao á. Rồi ăn như ngọt không? Lấy cho thôi thôi một đòn thôi. Đòn như ngọt ha, như trắng gì. Không, sáng nay bà ba bị lỗ rồi. Không có lỗ. Còn chút đỉnh có gì nhầm gì đâu. Ngày nay cũng có, ngày mai cũng có. Có gì đâu. Bà ba nói chuyện hiền ghê. À, ngay ở chợ này hồi đó giờ tôi bán chợ này nó cứ quen rồi thôi. Dạ. Không có gây lộn gây lạo với ai chứ. Dạ. Ai nói cao nó thấp gì người ta nói ngay mình mới nói, còn nói đâu ai nói đâu nói tất cả. Dạ. Tôi không muốn gây gỗ với ai chứ, đánh tôi vậy đó. Sáng nay bà Bùi Hồ muốn chia sẻ về cái cuộc sống của một bà cụ bán bánh tét
giống như là một phần ký ức của cô bác của anh chị mà ngày xưa, những ngày Tết đến thì mình, hoặc là những ngày giỗ thì mình sẽ, gia đình của mình sẽ sum vầy với nhau, đoàn tụ với nhau bên cái nồi bánh tét. Như thế thì gia đình cũng đủ đầm ấm rồi. Và ngày nay cái chiếc bánh tét nó không còn có mặt ở trong nhiều hộ gia đình nữa, vì một phần của cuộc sống bộn bề bôn ba rồi phải đi xa xứ, nên là nữ là chiếc bánh tét nó cũng phần gia đình mình cũng nó bớt phần đoàn kết. Và ngày nay thì thấy được bà ba nè, chia sẻ được cái cuộc sống của một bà cụ hơn 30 năm bán bánh tét, rơi quãng đường khoảng hơn 3 cây số, đẩy cái chiếc xe đẩy và ba ngồi lên để chia sẻ cho cô bác. Bán gì cũng phải sáng góp chợ đó nha cô bác anh chị. Góp chợ mấy ngàn? 5 ngàn. Bữa 5 ngàn. Dạ. Bán được ít nhiều gì cũng phải 5 ngàn. Tại phải góp mà, nhiều cũng ta đóng đâu góp lên. Dạ. Mà mình bán ít thì cũng góp vậy. Là sáng là bán 6 đòn, ở đây được 6 đòn thì góp hết 1 đòn rồi. Rồi bây giờ cho thêm 1 đòn nữa. Coi như là ngày hôm nay bà ba thất thu. Sáng nay là trong túi tiền bán được mấy cái bánh tét rồi? Được có mấy đòn. Sáng nay bán được mấy đòn? 3 đòn. 3 đòn là lời được 15 ngàn. Đâu nghĩ gì đâu. Tự nghĩ gì đâu. Nhưng mà quan trọng là cái tuổi già chủ yếu là có sức khỏe, vui là được rồi. Còn sức khỏe để đến chợ xem cái cuộc sống buôn bán cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Đôi khi hạnh phúc nó đơn giản lắm, nó không phải là có rất là nhiều tiền. Mà hạnh phúc là khi mà còn đầy đủ sức khỏe, còn được thấy mọi người buôn bán và sống với cuộc sống mà mình mơ ước. Không có nhiều tiền nhưng mà có tiền thì mới sống được, nhưng mà không cần có quá nhiều tiền mà khi sức khỏe không đầy đủ như không à. Bà ba nó chỉ sao, mong sao sống được 100 tuổi được rồi. Bà ba ơi, ngày nay hôm nay con đến đây á, con thay mặt cho cô My ở Mỹ gửi cho bà ba 1 triệu đồng. Cậu để cho người ta đi về cho tôi về, người ta khổ hơn nữa, không được, có gì đâu. Không, con thay mặt cho cô gửi cho bà ba để bà ba làm vốn gói với bánh tét đi. Cảm ơn cậu nha. Dạ. Làm vốn có bánh tét, ai lại có tiền mình bán, không tiền cũng tặng luôn. Dạ, cái phần này dạ. Là của cô My ở Mỹ. Dạ. Dạ. Cô My ở Mỹ nha. Dạ. Thôi cũng cảm ơn bà cô ba My kêu nha. Bằng chị được rồi. Dạ, bao lớn. Ở em chứ. Cô My cũng nhỏ, mới 6 mấy à. Dạ. Chị cũng áp cảm ở ơn. Ở 5 mấy. À, dạ. Cũng cảm ơn cô My nhiều nha. Dạ. Bữa nay bà bán được 1 triệu, nói nay bán hết bánh tét được 1 triệu. Nó dốc không được. Nó dốc không được. Tại đó giờ mình nói có sao nói gì, có nó dốc nó không được. Dạ. Mình có sao nói gì. Dạ. Bà ba là đạo Phật hả? Đạo Phật. Dạ. Hòa Hảo hả bà ba? À, Hòa Hảo. À, nên là nữ là như bà ba là thuộc mấy bài kinh kệ của Đức Thầy được hả? Ừ. Cũng như bài cúng thì kia mình thuộc gành hết mới được, bởi vì mình đạo Phật mà. Bài cúng thì phải thuộc gành. Có cái câu rất là hay đó là luật nhân quả thật là cao diễn hả? Chắc tôi tìm cũng nhọt một ai. Dạ. Ở gì nữa bà ba? Hả? Luật nhân quả thật là cao cao diễn. Dạ. Sốt buộc kim không lọt một ai. Dạ. Không lọt ai được. Rồi còn gì nữa? Ví dụ như cậu, tôi nói cậu nghe, ví dụ như mình làm tội thì phải hưởng. Dù hai bên dây dắt chia biên mình trăng à. Cậu nghĩ vậy đó. Dạ. Chứ không có mà lọt được. Dạ. Thành ra mình làm cái gì cho đúng. Nhân nào thì quả đó, trồng cây ớt thì ăn trái ớt, mà trồng cây cà thì ăn trái cà. Đúng rồi, cậu nói đúng y gan vậy đó. Trồng gì ăn mấy à. Dạ. Chứ không có thể nào mà trồng cây ớt mà đòi ăn cây cà, trái cà được. Làm sao có được. Dạ. Cây ớt mà người ta ăn trái ớt rồi. Dạ. Đó. Dạ. Thôi bà ba, con chúc bà ba luôn có sức khỏe dồi dào để gắn bó với cái công việc gói bánh tét để giữ. Cô gì? Cô My. Tôi cũng cảm ơn cô My, cậu cũng gỡ lời cảm ơn. Dạ con My. Dạ. Con tên Bùi Hồ. Cảm ơn cậu luôn nha. Không, không cần con cảm ơn bà ba mới đúng chứ. Dạ, thôi bây giờ thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô My ở Mỹ đã ủng hộ và đồng hành với Bùi Hồ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau. Bye bye bà ba. Bye bye cậu nha.